Bình thường thì bận xù đầu với công việc, còn khi mà có thời gian rảnh á thì Ngân sẽ giáp bố Ngân đi ăn. Mới vừa bước vô cái đang chờ thang máy cái là thằng này nó lao vô cái máy gấp thú liền luôn á. Mặc dù là Ngân rất muốn dẫn bố Ngân đi du lịch đây đó, nhưng mà cứ mỗi khi mà Ngân rảnh á thì bố Ngân bệnh hoặc là ngược lại, cho nên là thôi giờ mình cứ ăn trước đi. Trời ạ, mặc dù có cái đợt Maris kế bên nhà Ngân là ở bên quận 2 nhưng mà nó quá xa với chỗ bố Ngân, cho nên là thôi đành phải chạy xuống chi nhánh bên Cộng Hòa. Thì lần đầu tiên mà Ngân với bố Ngân đi trải nghiệm buffet của The Maris là lúc đó cũng ở bên chi nhánh quận 2 á mọi thì người. Tại lúc đó cũng là chi nhánh đầu tiên và duy nhất luôn mà, nhưng mà cái thời đó lương tháng Ngân làm có 2 triệu rồi, nhưng mà thôi cũng ráng dành dụm chắc chiêu để dẫn anh chàng này đi ăn. Bởi vì là ngày trước trong cái lúc mà mọi người ai ai cũng đi tìm tình yêu mới cho cuộc đời mình thì bố Ngân một mình gà trống nuôi 2 đứa con. Còn nhớ là lúc đó cứ mỗi sáng đi làm bố Ngân phải mang theo cơm nguội để ăn, cho nên thôi để bây giờ bù lại những cái ngày tháng cực khổ đó thì khi mà Ngân làm có tiền có điều kiện tí xíu cái là mình phải dắt bố Ngân đi ăn bù lại. Không biết là ba mẹ của các bạn có như vậy không, nhưng mà những cái lần đầu tiên mà Ngân dắt bố Ngân đi ăn những cái món mà đắt tiền hơn tí xíu gì nào, bố Ngân cứ kêu thôi mắc quá không ăn đâu, no lắm rồi không có ăn đâu. Xong rồi Ngân cứ phải nói là bây giờ không ăn thì cũng phải trả tiền y chang vậy, không ăn lỗ ráng chịu, cho nên là lúc đó mới chịu ăn á, rồi đi riết rồi bắt đầu mới quen từ từ, bây giờ đi ăn mặc mới vui vẻ tươi cười vậy đó mọi người. Phải nói là công nhận là The Maris càng ngày càng thay đổi rất là ngoạn mục luôn á, tại vì Ngân đi ăn từ cái thời mà còn chưa có những cái hải sản như vậy đó mọi người, còn bây giờ thì quá hoành tráng luôn. Được cái là nhà ba bố con ai cũng thích đi biển hết trơn á, cho nên là khi mà nhìn mấy cái ao hồ này với hải sản á là ông muốn bắt lên ăn sống liền luôn á, bó tay. Cũng hy vọng là trong thời gian mà gần nhất sắp tới thì ba bố con có thể sắp xếp một cái chuyến du lịch đi biển, mà biển nào thì mình cũng chưa có biết luôn. Mà bố Ngân thì thích đi biển theo dạng mà kiểu đơn sơ chất phát gần gũi với thiên nhiên á, cho nên là Ngân nghĩ chắc là biển Phú Quốc là hợp nhất. Ngân thì thích đi biển theo diện mà nghỉ dưỡng fancy, cho nên là ban đầu tính dắt đi JW Marriott, nhưng mà rồi suy nghĩ lại thì thôi không có phải gu của ảnh, mà còn cái thằng em Ngân thì thôi nó đi đâu chạy thì đi. Không biết mọi người có kinh nghiệm gì gợi ý cho chuyến du lịch sắp tới của Ngân thì comment ở bên dưới hen. Này ở The Maris có mấy cái muối lạ quá nè, cái gì mà muối cành tây rồi muối cà rốt, muối củ dề, xong rồi muối hoa đậu bí, cái gì mà thú vị quá luôn á. Rồi bữa nay đại ca cũng biết lấy máy ra quay clip cho hai chị em nè, đi chung riết rồi đại ca cũng có kinh nghiệm quá rồi. Rồi sao mà ăn hoài mà cứ còn món hoài vậy ta, cái khúc này là kêu ảnh quay clip tương tác đi, nhưng mà ảnh ngồi như là một cái cây củi vậy á mọi người, bó tay. Giống kiểu như ăn xong cái tự nhiên mọi người bị đơ, cứng đơ ra cái khúc đó. Do là từ bữa nhờ Ngân lướt thì cứ thấy những cái hoàn cảnh của các cô chú lớn tuổi á, rồi đi lang thang ngủ ở ngoài đường á, mình cảm thấy lúc đó là không có cầm được nước mắt. Và cứ thể là lướt mà vô tình nghe những cái bài về cha là hai chị em Ngân ngồi khóc tỉnh queo, và mọi người không biết vì sao, tại vì chắc là nhớ về những cái ngày kháng cực khổ của ba bố con. Mọi người có để ý là sau khi mà cái lúc lấy kem xong á, đại ca cũng đưa cho Ngân trước, xong rồi đến khi mà thằng em Ngân nó ngồi nó múc đá, ông cũng đứng kế bên, xong ông đi kiếm muỗng cho nó, thiệt sự luôn. Cho nên là nếu như mà ai đó còn có cơ hội á, thì các bạn hãy dành thời gian cho những người mà đã chọn các bạn, đã hy sinh cuộc đời của họ cho các bạn. Không cần phải làm những cái điều mà cao siêu hay là hoa mỹ hay là đắt tiền lắm đâu mọi người, chỉ cần một cái hành động nhỏ thôi là đủ ấm lòng rồi. Bye.